Rồi, bắt đầu quay đấy. Chào các bác nhé. Hiện tại bây giờ là 12 giờ trưa của ngày 3 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Bên em đang có tại nhà bạn Biển ở Lương Đống ạ, phải không bác? Xã Đông Giang, Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Bàn giao bộ sofa chân yêu chất liệu gỗ hương đá và một chiếc kệ tivi gỗ sồi ngang và một bộ quán ăn. Ngay sau đây em sẽ quay cận cảnh bộ sản phẩm cho các bác nắm được bộ sản phẩm sofa Zito chất liệu gỗ hương đá như thế nào nhé các bác nhá. Đấy. Bác cho cháu đôi lời nhận xét về bộ sản phẩm này được không bác? Tôi thấy cái mẫu mã là rất là đẹp. Vâng ạ. Rất là đẹp. Vâng. Về mặt trông rất là bóng loáng. Vâng ạ. Hai nữa là cái mẫu mã gọi là nó theo cái xu thế, tức là hiện tại chứ nó không như trước nữa. Vâng. Bây giờ tôi thấy nó khác nhưng mà lại rất đẹp. Vâng. Vâng. Đấy, cháu cảm ơn gia đình bác đã tin tưởng bên cháu nhé. Chúc bác và gia đình thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Đấy. Bộ sofa này bao gồm 5 món đấy các bác nhá. Một đoạn dài này, một băng ngắn, một đôn ngồi này, một bàn này, và một đôn này. Đấy. Chất liệu gỗ hương đá nhé các bác nhá. Chất liệu gỗ hương đá, phun màu gỗ giả gỗ góc chó. Đấy, gỗ hương đá nhé các bác nhá. Đấy. Đấy. Sofa, đây là gọi là sofa Zito. Đây là không gian phòng khách nhà bạn Biển này. Đấy, ở Lương Đống, Hà Giang, Đông Hưng, Thái Bình. Đấy, combo phòng khách với hiện đại. Đấy, các bạn nào mà có nhu cầu thì có thể dừng video lại 5 giây là liên số em 0981888083. Đấy, kệ TV theo phong cách mới hiện đại. Đấy, trông rất là thanh cảnh đẹp, trông thoáng. Đằng sau là bên em không bỏ nhé, em không bỏ trống, làm ván hết, ván hương đá 100% nhé các bác nhá. Đấy, như ngoài nước sơn này. Đấy, các bác sờ mát thát luôn, không có từ sờ sạn tay. Bên em phun thì sờ chỉ có mát thát luôn. Đấy. Ghế nào có ngăn kéo nhé các bác nhá. Đấy, ghế ngắn có ngăn kéo, một ghế dài có ngăn kéo hết. Đấy, đệm nhập khẩu của Hàn Quốc nhé, đệm xịn nhé các bác nhá. Đấy, đệm xịn là như thế nào đây em chỉ cho các bác. Đệm xịn là các bác ngồi đứng dậy phát này đúng không? Đàn hồi luôn. Đấy, đàn hồi luôn. Đấy, đệm dởm các bác ngồi lún luôn. Đấy. Đấy, bộ bán ăn 6 ghế đây. Đấy, chất liệu bộ son đào. Đấy. Đỉnh cao luôn. Đấy, các bác có thể gọi ra đây. Đấy, xin chào.